chương trình dạy học trên truyền hình, ôn tập chương trình học phổ thông năm 2020 đã đón nhận nhiều phản hồi tích cực trong thời gian qua của các em học sinh, các thầy cô giáo và phụ huynh học sinh. Nhằm giúp các em học sinh lớp 12 ôn luyện đạt kết quả tốt trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới, được sự hỗ trợ tích cực từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên, Đài phát thanh truyền hình Thái Nguyên tiếp tục phát sóng chương trình ôn tập chương trình học phổ thông dành cho học sinh khối lớp 12 từ ngày 18 tháng 5 năm 2020. Chương trình gồm 9 môn học, toán, ngữ văn, tiếng Anh, vật lý, lịch sử, hóa học, sinh học, địa lý và giáo dục công dân. Mỗi ngày, các em sẽ có một bài học mới bám sát nội dung chương trình, bảo đảm nhu cầu ôn tập của học sinh, tổng hợp ôn tập kiến thức cơ bản và nâng cao giúp các em tự tin bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020. Chương trình được phát sóng hàng ngày trên cả hai kênh TN1 và TN2. Trên kênh TN1, chương trình được phát sóng vào 14 giờ 30 phút và phát lại vào 23 giờ 10 phút. Trên kênh TN2, bắt đầu vào 15 giờ 30 phút, phát lại vào 21 giờ. Đồng thời được đăng tải trên các nền tảng website tại địa chỉ www.thanguyentv.vn fanpage truyền hình Thái Nguyên TNTV trên hai kênh YouTube dạy và học Thái Nguyên và truyền hình Thái Nguyên TNTV để các em học sinh có thể xem lại bất cứ lúc nào. Ôn tập chương trình học phổ thông năm 2020 thiết thực và hiệu quả góp phần chung tay đẩy lùi dịch Covid-19. Quý vị khán giả và các em học sinh chú ý theo dõi. Chào các em. Hôm nay cô rất vui được gặp lại các em trong chương trình ôn tập môn ngữ văn lớp 12. Ở trong những buổi ôn tập trước, các em đã được củng cố một số kiến thức về các tác phẩm thơ của văn học Việt Nam giai đoạn 1945-1975. Hôm nay, cô trò chúng ta sẽ tiếp tục đến với một tác phẩm khác nữa trong văn học Việt Nam giai đoạn này, đó là bài thơ Sóng của nữ sĩ Xuân Quỳnh. Trong bài ôn tập này, các em sẽ củng cố lại những kiến thức đã học về bài thơ Sóng, đồng thời luyện tập một số dạng đề nghị luận văn học liên quan đến bài thơ Sóng. Và cô cũng tin rằng các em sẽ tiếp tục khẳng định sự tự tin, chủ động, tích cực của mình trong quá trình tiếp nhận kiến thức. Với mục đích như vậy, bài học hôm nay được cấu trúc gồm 3 phần. Phần thứ nhất, hệ thống kiến thức cần ghi nhớ, khái quát về tác giả, khái quát về tác phẩm, nội dung và nghệ thuật của tác phẩm. Phần thứ hai, luyện tập. Phần thứ ba, hướng dẫn học bài. Các em thân mến, tình yêu là một đề tài quen thuộc của thi ca nhân loại khu vườn thi ca tình yêu luôn rực rỡ tỏa hương. Chúng ta đã từng biết đến những câu thơ cháy bỏng chân thành của Pushkin hay sâu sắc triết lý của Tagore. Chúng ta đã cùng say đắm với những câu thơ tình yêu nồng nàn của Xuân Diệu và chúng ta cũng không quên những câu thơ mộc mạc, bình dị, đậm đà hồn quê đất Việt của Nguyễn Bính. Giữa muôn ngàn sắc hoa tình yêu lung linh ấy, bài thơ sóng của Xuân Quỳnh như một đóa hoa dịu dàng nhỏ bé, khiêm nhường và đậm đà sắc hương. Trước khi đi vào củng cố những kiến thức về phần nội dung và nghệ thuật của bài thơ, cô trò chúng ta cùng đến với phần thứ nhất, hệ thống những kiến thức cơ bản cần ghi nhớ. Trước hết là về nhà thơ Xuân Quỳnh. Đối với tác giả Xuân Quỳnh, phần giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp, các em hãy xem lại những kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa Ngữ văn lớp 12 tập 1, trang 154. Cô xin lưu ý cùng các em hai vấn đề một là vị trí của nhà thơ trong nền văn học Việt Nam hiện đại, hai là đặc điểm thơ và phong cách nghệ thuật thơ Xuân Quỳnh. Trước hết là vị trí. Nói về vị trí của Xuân Quỳnh trong nền văn học Việt Nam, chúng ta thấy Xuân Quỳnh là một trong số những nhà thơ trẻ trưởng thành trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Xuân Quỳnh cũng là một trong những nhà thơ nữ viết về tình yêu hay nhất trong nền thơ ca Việt Nam hiện đại. Vậy điều gì đã làm nên vị trí đặc biệt ấy của Xuân Quỳnh trong nền văn học Việt Nam hiện đại, có lẽ trước hết chúng ta phải khẳng định đó là bởi thơ của chị có một màu sắc riêng, một phong cách thơ rất ấn tượng và độc đáo. Thơ của Xuân Quỳnh cũng giống như một dạng vân chữ, không thể lẫn lộn, không thể pha trộn. Nói về đặc điểm thơ Xuân Quỳnh, điều đầu tiên chúng ta thấy thơ Xuân Quỳnh là tiếng tơ hồn nhiên, tươi tắn, chân thành, đầm thắm. Với người phụ nữ này thơ và tình yêu cùng ra đời cùng sống chị nói ơi trời xanh xin trả cho vô tận trời không xanh trong đáy mắt em xanh và trong em không thể còn anh nếu ngày mai em không làm thơ nữa đó là cái tôi yêu thật chân thành nhưng cũng vô cùng đằm thắm thơ xuân quỳnh là tiếng lòng của một tâm hồn thiết tha gắn bó với cuộc đời với con người khao khát và luôn chi chút cho tình yêu cho hạnh phúc đời thường. Em trở về đúng nghĩa trái tim em, là máu thịt đời thường ai chẳng có, cũng ngừng đập khi cuộc đời không còn nữa, nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi. Khát vọng sống và khát mọc mãnh liệt trong tình yêu, nên Thơ Xuân Quỳnh cũng gắn liền với những dự cảm bất chắc trong tình yêu và cuộc đời. Cuộc đời đâu chỉ có những ngày êm đềm, bình lặng, mà còn có những ngày đầy sóng gió, phong ba. Tình yêu chốn nương thân của tâm hồn cũng chỉ là cánh chuồn mỏng manh, nên hồn thơ của Xuân Quỳnh mãi hoài khắc khoải. Em lo âu trước xa tắt đường mình, trái tim đập những điều không thể nói. Và rồi cho dù, dẫu em biết không phải là vĩnh biệt, vẫn thấy lòng ra giết lúc chia xa. Chúng ta thấy bài thơ sóng là bài thơ tiêu biểu cho phong cách nghệ thuật thơ của Xuân Quỳnh. Và hôm nay, cô trò chúng ta sẽ đến với bài thơ sóng để có thể cảm nhận được điều đó. Bây giờ, chúng ta chuyển tiếp sang phần tiếp theo để tìm hiểu những nét khái quát về bài thơ sóng. Trước hết là hoàn cảnh sáng tác. Tháng 12 năm 1967, Xuân Quỳnh có chuyến đi công tác thực tế tại biển Diêm Điền, Thái Bình. Chị thường kể về sự ra đời của bài thơ sóng rằng, Lần ấy, đạp xe về bãi biển, đứng trước biển trời mênh mông, tứ thơ được hình thành trong phút chốc. Rồi cứ thế, một mạch đạp xe về nhà để ghi lại khoảnh khắc tâm hồn này. 20 cây số trong mưa gió, đường trơn, đất trượt, có lúc cả người siêu vẹo, chúi sát mặt đất. Nhưng không phải vì mưa gió, mà vì tứ thơ đang hình thành trong đầu. Bài thơ đã được ra đời như thế. Xuân Quỳnh viết sóng năm 25 tuổi khi đã trải qua ít nhiều thăng trầm đổ vỡ trong tình yêu nhưng chúng ta không hề thấy sự đau khổ, không hề thấy sự bi quan mà trái lại, chúng ta nhận thấy ở đó một tình yêu, một niềm tin khát khao với cuộc đời, với con người. Năm 1968, bài thơ được in trong tập Hoa dọc chiến hào và đến với bài thơ sóng của Xuân Quỳnh, chúng ta càng thêm hiểu, thêm yêu và trân trọng vẻ đẹp tâm hồn của con người Việt Nam. Trong chiến tranh, con người Việt Nam không chỉ cháy bỏng căm thù, không chỉ anh dũng kiên cường mà đó còn là những con người biết yêu, biết yêu tha thiết. Bài thơ Sóng gồm 9 khổ, được phân chia bố cục như sau: khổ 1, 2, 3, 4: sóng và những đặc điểm tình yêu. Khổ 5, 6: sóng và nỗi nhớ sự thủy chung trong tình yêu. Khổ 7, 8, 9: sóng và khát vọng về tình yêu vĩnh hằng. Sau đây, chúng ta chuyển tiếp sang phần thứ ba, đến với những đặc điểm về nội dung và nghệ thuật của bài thơ sóng. Các em hãy nhìn vào bài thơ và cùng cô cảm nhận những nét khái quát nhất về bài thơ sóng của nữ sĩ Xuân Quỳnh. Theo dõi vào văn bản bài thơ, các em nhận thấy hình tượng thơ của bài thơ có gì đặc biệt. Chúng ta nhận thấy trong bài thơ có hai hình tượng, đó là hình tượng sóng và hình tượng em. Sóng là hình tượng trung tâm và em là nhân vật trữ tình. Sóng là nỗi lòng của em và em là hiện thân của sóng. Người con gái đang yêu nhờ sóng nói hộ lòng mình và soi vào sóng để thấy mình rõ hơn. Hai hình tượng này bao trùm xuyên suốt toàn bộ bài thơ, có lúc phân đôi, có khi đan cài song hành và soi chiếu lẫn nhau. Bài thơ sóng cũng gây ấn tượng với chúng ta bởi một âm hưởng hết sức đặc biệt. Âm hưởng ấy được tạo ra bởi những biện pháp nghệ thuật vô cùng đặc sắc, đó là thể thơ tự do năm chữ là nhịp thơ ngắn, linh hoạt và đặc biệt là cách tổ chức bài thơ với dấu chấm duy nhất ở cuối dòng. Tất cả đã tạo nên một âm hưởng dạt dào, nhịp nhàng của những con sóng mỗi dòng thơ là một con sóng, cả bài thơ là một đại dương sóng mênh mông. Con sóng này chưa qua, con sóng sau đã ảo ạt xô bờ. Và nhịp của những con sóng khiến chúng ta nghĩ đến nhịp của tiếng lòng, nhịp của trái tim người con gái đang yêu. Với sự sáng tạo từ hình tượng thơ và âm hưởng, Xuân Quỳnh đã làm nên một nét đẹp trong cấu tứ chữ tình cho bài thơ. Từ những cảm nhận chung ấy, Chúng ta sẽ chuyển tiếp sang phần tiếp theo để tìm hiểu bốn câu thơ đầu. Sóng và những đặc điểm tình yêu của người con gái. Khổ thơ thứ nhất: Dữ dội và dịu êm, ồn ào và lặng lẽ, sông không hiểu nổi mình, sóng tìm ra tận bể. Hai câu thơ đầu với bốn tính từ liên tiếp, tương phản cả về ngữ âm và ngữ nghĩa, đã diễn tả thật sống động các sắc thái đối cực trái ngược phong phú của sóng dữ dội dịu êm ồn ào lặng lẽ khi biển động phong ba sóng dữ dội mãnh liệt sóng trào dâng cuộn xoáy có thể xô bờ và cuốn trôi tất cả khi biển bình yên sóng lại lắng xuống êm đềm nhẹ nhàng lặng lẽ dịu dàng cùng bờ cát trắng trong màu xanh bao la của đất trời đó là đặc điểm muôn đời của sóng nhiều trạng thái biến động trong những đối cực khác nhau nhưng vô cùng thống nhất. Nói về sóng, nhưng thi sĩ Xuân Quỳnh đã khiến chúng ta liên tưởng tới điều gì? Các em nhận thấy, những trạng thái đối cực của sóng cũng chính là ẩn dụ cho tâm trạng của người con gái khi yêu. Tình yêu của người con gái không đứng yên mà đầy biến động, khao khát, có lúc nhớ thương da diết, có khi hờn ghen vô cớ. Có lúc họ nổi sông tố ồn ào mạnh mẽ, có khi họ dịu dàng, đằm thắm, thiết tha vô cùng. Xuân Quỳnh đã rất tinh tế khi đặt hai tính từ có tính chất nhẹ nhàng ở phía cuối hai dòng thơ, bởi đó là vẻ đẹp đầy nữ tính của người con gái khi yêu, dù mạnh mẽ, dữ dội, ồn ào đến đâu đi chăng nữa thì sâu thẳm trong trái tim của những người con gái vẫn là sự mềm mại, nhẹ nhàng. Hai câu thơ tiếp theo, nhà thơ đã sử dụng nghệ thuật nhân hóa để nói đến hành trình của sóng sông không hiểu nổi mình sóng tìm ra tận bể theo các em hình ảnh sóng sông bể trong câu thơ có ý nghĩa như thế nào đặt trong tương quan đối sánh của câu thơ thì các em thấy sông gợi về không gian chật hẹp tủ túng biểu tượng cho những gì nhỏ bé tầm thường nông cạn bể hay biển đó lại là một không gian rộng lớn mênh mông vô hồi vô hạn, tượng trưng cho những gì lớn lao, cao thượng. Nhà thơ đã để sóng đứng giữa hai sự lựa chọn, hoặc sông hoặc bể và cuối cùng sóng đã không cam chịu đời sông chật hẹp tù túng, sóng đã tìm đến biển rộng bao la để thỏa sức vẫy vùng. Hành trình ra tận bể của sóng, chất chứa khát khao khám phá cuộc đời. Và câu chuyện của sóng cũng chính là câu chuyện của em, tình yêu của em cũng vậy không nhẫn nhục chịu đựng mà chủ động quyết liệt tìm đến với chân trời yêu bao la rộng lớn, không cam chịu để cuộc đời đưa đẩy, phiêu giạt như trái bần trôi, như tấm lụa đào, mà khao khát đi tìm tiếng nói đồng điệu, đồng cảm của tình yêu rộng lớn, bao dung, ấm áp vô ngần. Câu thơ là một phát hiện độc đáo của Xuân Quỳnh. Sông, dẫu có dài rộng đến đâu đi chăng nữa, cũng không phải là nơi để sóng thể hiện hết mình. Sóng chỉ thực sự là sóng tung cao trắng xóa bạc đầu khi được hòa mình vào với đại dương mênh mông và em chỉ thực sự là em khi được sống trong tình yêu của anh. Đây là một quan niệm về tình yêu rất hiện đại nhưng cũng vô cùng nhân văn và cao đẹp. Chúng ta nhận thấy trong suốt bốn dòng thơ chẳng có một từ nào một chữ nào, một câu nào dính dáng đến tình yêu, nhưng những cảm xúc, cung bậc và tâm trạng của tình yêu cứ âm ấp ngập tràn đầy. Chúng ta tiếp tục chuyển tiếp sang khổ thơ thứ hai để cảm nhận về những dòng cảm xúc tâm trạng ấy. Ôi con sóng ngày xưa và ngày sau vẫn thế, nỗi khát vọng tình yêu bồi hồi trong ngực trẻ. Hai dòng thơ đầu là một quy luật của tự nhiên. Nếu quy luật của sóng là phong phú đầy biến động khát khao biển cả là mải miết vỗ bờ ngày đêm không ngừng nghỉ thì quy luật của tình yêu là luôn luôn trẻ trung vĩnh hằng bất diệt với thời gian bao nhiêu thế hệ đã từng khổ đau vui sướng xót xa hạnh phúc mỉm cười hay rơi lệ đều vì khát vọng tình yêu xuân diệu đã khẳng định làm sao sống được mà không yêu không nhớ không thương một kẻ nào bởi vậy Dẫu cho khổ đau hay hạnh phúc thì tình yêu luôn là ước mơ, là điểm sáng vĩnh cửu cho con người hướng tới. Con người yêu và mãi mãi muốn được yêu, đó là khát khao mang tính nhân bản muôn đời. Chúng ta thấy hai khổ thơ đầu khắc họa hình tượng sóng với nhiều trạng thái tương phản nhưng thống nhất. Sóng chính là hình tượng ẩn dụ cho những cung bậc cảm xúc trong trái tim em sóng là biểu tượng cho khát vọng tình yêu trong trái tim tuổi trẻ. Chúng ta tiếp tục chuyển sang khổ thơ thứ ba. Ở khổ thơ thứ ba và khổ thơ thứ tư, các em có nhận thấy điều gì đặc biệt trong hình tượng thơ không? Chúng ta thấy, dấu mình trong hình tượng sóng ở khổ thơ thứ nhất và khổ thơ thứ hai, đến hai khổ thơ này, hình tượng em trực tiếp xuất hiện. Em được đặt trong sự đối diện với biển cả mênh mông, với bao la đất trời. Trước muôn trùng sóng bể, em nghĩ về anh, em, em nghĩ về biển lớn, từ nơi nào sóng lên? Sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu? Em cũng không biết nữa, khi nào ta yêu nhau. Với nghệ thuật điệp cấu trúc và câu hỏi tu từ, tất cả đã hé mở những suy ngẫm đầy băn khoăn của người con gái khi yêu, trái tim người phụ nữ vốn nhiều lo âu, chăn trở, nên em mong muốn cắt nghĩa, lý giải nơi tình yêu bắt đầu, nên em muốn tìm đến cội nguồn của tình yêu. Và cuối cùng, câu trả lời là em cũng không biết nữa, đã phần nào nói lên sự bí ẩn, kỳ lạ, khó cắt nghĩa của tình yêu. Tình yêu là gì? Tình yêu có từ khi nào? Vì sao ta yêu nhau? Những câu hỏi ấy đã được bao thế hệ đặt ra và cho đến tận ngày hôm nay vẫn không thể có câu trả lời chính xác. Đó là bởi vì câu chuyện tình yêu là câu chuyện của trái tim, là câu chuyện của những cảm xúc vô cùng mong manh, tinh tế, diệu kỳ. Người ta không thể dùng lý trí để xác định thời điểm bắt đầu của một mối tình. Và có lẽ tình yêu có một quy luật, đó là nó không tuân theo bất kể một quy luật nào cả. Mọi lý lẽ của lý trí đều dừng bước trước cánh cửa của những trái tim yêu. Nếu sóng là sự sống của biển cả mênh mông thì nỗi nhớ là sự sống của tình yêu đích thực. Yêu say đắm thì nhớ đến thiết tha nồng nàn, yêu cuồng nhiệt thì nhớ đến cháy bỏng, ra diết. Bởi vậy, ca dao đã từng nói: Nhớ ai trông nắng trông mưa, nhớ ai như võng đong đưa chiều hè. Và nhà thơ Xuân Diệu cũng đã từng nói về nỗi nhớ ra diết của mình trong tình yêu: Anh nhớ tiếng, anh nhớ hình, anh nhớ ảnh anh nhớ em, anh nhớ lắm em ơi. Nhà thơ Xuân Quỳnh trong bài thơ Sóng cũng đã có một cách nói rất riêng về nỗi nhớ của mình. Chúng ta cùng chuyển tiếp sang khổ thơ thứ 5 và khổ thơ thứ 6 để cảm nhận về sóng cùng nỗi nhớ, sự thủy chung trong tình yêu. Con sóng dưới lòng sâu, con sóng trên mặt nước, ôi con sóng nhớ bờ, ngày đêm không ngủ được, lòng em nhớ đến anh cả trong mơ còn thức. Trong bốn dòng thơ đầu, nỗi nhớ được thể hiện gián tiếp thông qua hình tượng sóng. Các biện pháp nghệ thuật, điệp cấu trúc, điệp ngữ, nhân hóa, tương phản đã cho ta hình dung về một nỗi nhớ cồn cào, da diết. Cả con sóng giạt rào cuồn cuộn trên mặt nước hay con sóng âm thầm lặng lẽ dưới đáy sâu. Tất cả đều mang trong mình nỗi nhớ nồng nàn, thiết tha, để rồi nỗi nhớ ấy dồn lên Tầng tầng lớp lớp, bao trùm khắc không gian, khắc khoải theo thời gian, ngày đêm không ngủ được. Chúng ta thấy trong bốn dòng thơ đầu, em kín đáo nhờ sóng nói hộ lòng mình. Nhưng như vậy có lẽ cũng chưa đủ, cũng chưa thể hết nỗi nhớ ra diết trong lòng em. Nên em đã trực tiếp xuất hiện để bộc bạch, để sẻ chia lòng mình. Lòng em nhớ đến anh cả trong mơ còn thức nếu sóng nhớ bờ ở tầng sâu bể rộng của đại dương chế ngự cả thời gian không gian thì em nhớ anh cồn cào trong từng hơi thở ra diết trong từng ý nghĩ không ngủ ở cõi thực thao thức trong cõi mơ lời thơ phi lý mà chứa đựng cả một chân lý khát khao bao cảm xúc nỗi nhớ này không chỉ xuất hiện một lần trong thơ của chị mà trong bài thơ thuyền và biển xuân quỳnh cũng đã từng viết những ngày không gặp nhau, biển bạc đầu thương nhớ, những ngày không gặp nhau, lòng thuyền đau dạn vỡ. Thế mới biết, chẳng ai đo đếm được nỗi nhớ đong đầy trong những trái tim yêu. Và khi dòng cảm xúc dạt dào thì nó sẽ phá vỡ những khuôn khổ bình thường. Bốn dòng thơ là không đủ cho nỗi nhớ nồng nàn, dạt dào tha thiết của người con gái, nên Xuân Quỳnh đã viết thêm hai dòng thơ nữa cho một khổ thơ hoàn chỉnh. Bởi thế khổ thơ đã đem lại cho chúng ta một ấn tượng đặc biệt trong cách sắp xếp tổ chức câu từ. Thơ Xuân Quỳnh cháy bỏng đam mê, khát khao táo bạo, nồng nàn da diết và cũng nguyên vẹn lòng thủy chung son sắt. Chúng ta đến với khổ thơ thứ 6. Dẫu xuôi về phương Bắc, dẫu ngược về phương Nam, nơi nào em cũng nghĩ hướng về anh một phương. Tác giả đã sử dụng cặp từ tương phản phương Bắc phương Nam, xuôi, ngược, cùng với điệp tử dẫu, tất cả đã diễn tả sự xa xôi, cách trở nghìn trùng, trông gai, đầy thử thách trong hành trình đi đến tình yêu. Nhưng cũng khẳng định chắc chắn rằng mỗi khó khăn là một lần kiên định, mỗi gian nan là một lần quyết tâm, sẽ vượt qua tất cả để hướng tới bến bờ hạnh phúc. Đặc biệt câu thơ cuối, nơi nào em cũng nghĩ hướng về anh một phương. Đây cũng là một sáng tạo độc đáo của nhà thơ Xuân Quỳnh. Nếu không gian đất trời có bốn phương, Đông, Tây, Nam, Bắc, thì không gian tình yêu trong lòng em chỉ có một phương duy nhất, đó là phương anh. Ở khổ thơ đầu tiên, chúng ta bắt gặp một người phụ nữ hiện đại, chủ động, quyết liệt đi tìm tình yêu đích thực. Thì đến đây, ta lại thấy bóng dáng của người con gái truyền thống trong một tình yêu thủy chung kiên định duy nhất. Khổ thơ mang dáng dấp của một lời thề, một lời ước nguyện về một tình yêu thủy chung. Xuân Quỳnh đã buộc chặt bao yêu thương, bao sợi nhớ, sợi thương, đã nghiêng hết tình, đã dốc hết yêu thương về phương anh. Trái tim nhỏ nằm trong lồng ngực, giây phút nào chẳng đập vì anh. Như vậy, ở khổ thơ thứ 5 và thứ 6 sự xuất hiện song hành của hai hình tượng sóng và em đã mở ra cho người đọc những cung bậc cảm xúc mãnh liệt không bao giờ vơi cạn trong trái tim của người phụ nữ khi yêu đó là nỗi nhớ đó là sự thủy chung chúng ta sẽ cùng đến với ba khổ thơ cuối để cảm nhận về sóng và những khát khao về một tình yêu bất tử vĩnh hằng khổ thơ thứ bảy ở ngoài kia đại dương trăm ngàn con sóng đó con nào chẳng tới bờ, dù muôn vời cách trở. Từ quy luật của tự nhiên, từ những hình ảnh của những con sóng, sóng xa vời, nghìn trùng cách trở, vẫn hướng về bờ, về cội nguồn yêu thương. Tác giả đã khẳng định niềm tin vào một tình yêu mãnh liệt. Em và anh sẽ vượt qua muôn ngàn khó khăn thử thách để trọn vẹn trong hạnh phúc lứa đôi. Như ông bà ta đã từng nói, Yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Bởi vậy, khổ thơ là sự khẳng định niềm tin vào tình yêu, rằng tình yêu chân thành, tình yêu thủy chung sẽ cập bến bờ hạnh phúc. Nhà phê bình Chu Văn Sơn đã có một nhận xét rất thấm thía về thơ Xuân Quỳnh rằng: Thơ Xuân Quỳnh là cánh chuồn chuồn bay tìm chỗ nương thân trong nắng nôi sông bão cuộc đời. Có lẽ bởi vậy, dù lòng vẫn tin, vẫn yêu nhưng vẫn có những dự cảm, những lo âu trước dông bão cuộc đời. Cuộc đời tuy dài thế, năm tháng vẫn đi qua, như biển kia dẫu rộng, mây vẫn bay về xa. Nhà thơ sử dụng phép so sánh, đối lập giữa cái hữu hạn và cái vô hạn. Cuộc đời tuy dài, nhưng tuổi trẻ của con người là hữu hạn, cho nên không ngăn nổi năm tháng đi qua. Giống như biển khơi ngoài kia, dẫu rộng, nào ngăn được những đám mây bay về cuối trời. Những từ ngữ tuy dài thế vẫn đi qua dẫu rộng, chứa đựng trong đó ít nhiều âu lo, tiếc nuối trước sự chảy trôi vô hạn của thời gian và sự hữu hạn của đời người. Ở điểm này, Xuân Quỳnh có sự đồng điệu với Xuân Diệu. Lòng tôi rộng nhưng lượng trời cứ chật, không cho dài thời trẻ của nhân gian. Khổ thơ vì thế thấm thía một nỗi lo âu, chăn trở về cuộc đời, về tình yêu. Tình yêu tuy đẹp nhưng mong manh dễ vỡ vô cùng. Lời yêu mỏng mảnh như màu khói, ai biết lòng anh có đổi thay. Dẫu băn khoăn là thế, nhưng điều đáng quý, đáng trân trọng trong thơ của Xuân Quỳnh đó chính là niềm tin son sắt vào một tình yêu đẹp. Nhà thơ Xuân Diệu khi nhận ra sự khắc nghiệt của thời gian đã vội vàng, cuống quýt muốn tận hưởng, muốn chiếm lĩnh. Ta muốn ôm cả sự sống mới bắt đầu mơn mờn, ta muốn giết mây đưa và gió lượn hỡi xuân hồng ta muốn cắn vào ngươi còn xuân quỳnh lại ước mong làm sao được tan ra thành trăm con sóng nhỏ giữa biển lớn tình yêu để ngàn năm còn vỗ tan ra không có nghĩa là mất đi tan ra có nghĩa là hóa thân vào đại dương để được vĩnh hằng trường cửu tan ra cũng có nghĩa là hy sinh dâng hiến cho tình yêu sống mãnh liệt hết mình để tình yêu hóa thành bất tử. Đặt bài thơ vào hoàn cảnh sáng tác khi cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc đang bước vào thời kỳ cam go ác liệt, thì mới thấy chính tình yêu ấy đã tiết thêm sức mạnh cho những chàng trai và cô gái vượt qua bão lửa chiến tranh để tình yêu ấy tỏa sáng, ngát hương như những bông hoa nở dọc chiến hào. Các em thân mến, Sóng là một bài thơ tiêu biểu cho hồn thơ, phong cách thơ của Xuân Quỳnh vừa sôi nổi, tươi tắn, vừa hồn nhiên, chân thành, ra diết, vừa ý nhị, lắng sâu. Sóng đưa ta đi qua nhiều cung bậc cảm xúc, có băn khoăn, chăn trở, có lo âu, thương nhớ, có chờ đợi dài như năm tháng, rộng như biển khơi. Nhưng cuối cùng, đọng lại vĩnh viễn là một tình yêu chân thành, mãnh liệt, say đắm nồng nàn, trung thủy, son sắc và giạt rào khát vọng về một tình yêu bất tử vĩnh hằng. Như vậy, cô cùng các em vừa củng cố lại một số kiến thức cơ bản liên quan đến bài thơ Sóng và cô tin rằng các em có thể tự rút ra cho mình những đánh giá khái quát nhất về nội dung và nghệ thuật của bài thơ này. Để đối chiếu với những đánh giá của mình, các em có thể xem thêm phần ghi nhớ trong sách giáo khoa Ngữ văn lớp 12 tập 1, trang 157. Sau đây chúng ta cùng chuyển tiếp sang phần thứ hai, luyện tập. Trong phần luyện tập này, Cô cùng các em sẽ lập dàn ý cho đề bài sau đây. Trong bài thơ Sóng Xuân Quỳnh viết: Con sóng dưới lòng sâu, con sóng trên mặt nước, ôi con sóng nhớ bờ, ngày đêm không ngủ được. Lòng em nhớ đến anh cả trong mơ còn thức. Dẫu xuôi về phương bắc, dẫu ngược về phương nam, nơi nào em cũng nghĩ hướng về anh một phương. Trình bày cảm nhận của anh chị về vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ khi yêu trong đoạn thơ trên. Đối với đề bài này, chúng ta cùng tìm hiểu đề như sau. Về kiểu bài, đây là kiểu bài nghị luận về một đoạn thơ trữ tình. Vấn đề nghị luận: Vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ. Phạm vi kiến thức được sử dụng trong đề bài này là đoạn trích trong bài thơ Sóng. Các thao tác lập luận có thể sử dụng ở trong đề bài này đó là phân tích, chứng minh và bình luận. Sau đây, cô sẽ hướng dẫn các em lập dàn ý cho đề bài này. Trước hết, ở phần mở bài, chúng ta cần đảm bảo những ý cơ bản sau: giới thiệu khái quát về vị trí, phong cách thơ của tác giả Xuân Quỳnh, giới thiệu về tác phẩm, hoàn cảnh sáng tác, vị trí của tác phẩm trong sự nghiệp sáng tác của Xuân Quỳnh và chúng ta cũng cần nêu lên được yêu cầu của đề và trích dẫn đoạn thơ trong phần mở bài này. trong phần thân bài các em cần đảm bảo những ý cơ bản sau đây: thứ nhất, nhận xét khái quát về đoạn thơ, nhận xét về vị trí bố cục kết cấu. thứ hai, nội dung chính của đoạn thơ là vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ. ở khổ thơ thứ năm chúng ta nhận thấy đó là nỗi nhớ da diết mãnh liệt trong tình yêu của người phụ nữ. còn ở khổ thơ thứ sáu là lời ước hẹn thủy chung kiên định trong tình yêu. Các em cũng nhận thấy ở hai khổ thơ này toát lên vẻ đẹp tâm hồn vừa mang nét đẹp truyền thống vừa mang nét đẹp hiện đại của người phụ nữ. Ý thứ ba là những đặc sắc về nghệ thuật của đoạn thơ. Ý thứ tư là đánh giá, bình luận và mở rộng. Phần kết bài là đánh giá khái quát về vấn đề nghị luận và nêu lên những suy nghĩ của cá nhân. Trên đây, cô đã hướng dẫn các em lập giản ý khái quát cho đề bài. Sau buổi học ngày hôm nay, các em hãy hoàn thành bài viết này một cách chi tiết. Và sau đây là bài tập tự luyện, các em hãy lập dàn ý chi tiết cho đề bài sau. Anh chị hãy cảm nhận về hai khổ thơ cuối trong bài thơ sóng. Từ đó, nhận xét về nét đẹp tâm hồn của người phụ nữ trong tình yêu. Các em thân mến, buổi học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc xin chúc các em thật nhiều niềm vui mạnh khỏe và ôn tập thật hiệu quả xin chào và hẹn gặp lại các em trong những buổi ôn tập tiếp theo